Mấy trăm to luôn.
một cái tầm mà các bạn ơi chưa có nhúc nhích gì hết. Các bạn biết cái này cái gì không? Mới câu lên là nướng liền nè. Dữ luôn. Cá này cá bí mật không thố lộ được nha coi nè. Mới câu lên là nướng liền đã. Quá dữ luôn. Trời dù mưa dù gió gì cũng phải relax hết. Relax and relax. Giống thư giãn là vậy thôi. Tranh thủ thư giãn. Cái này béo dữ à. Béo, xây cái đó vô trong, xây kia ra ngoài. Dù cho mưa rơi ta cũng phải thư giãn hả? Mưa rơi, tuyết rơi cũng phải thư giãn luôn. Dữ luôn. Màn mới cảnh ba. Màn ba cảnh mới. À, này ngồi đây giống ở Hawaii gì vậy à? Hà pha cái liều của vua nó tồn tại đến bên này luôn á. Vua nhà vua còn cái nào nữa không? Bữa tao rác ra quá trời luôn, lấy mấy cái. Hết rồi hả? Chú cho hết rồi hả? Nhóm thư giãn là vậy thôi. Relax and relax. As long as you have a chance. Nhóm thư giãn là phải thư giãn thôi. Ồ, tự nhiên có cái liều ác ở Joshi, thấy liều ác ngồi nha. Đúp liều lý tưởng nè. Thôi vô một cái đây. Vô ngồi cho nó hoa. Nó đi Việt Nam mà, vô ngồi xích ra chỗ. Thôi chiên cái coi, 1, 2, 3 vô một cái đây. Dù cho trời mưa ta cũng vẫn relax xin hả? Mưa gió gì cũng relax xin. Nắng hay mưa. Dù nắng hay mưa, dù tuyết rơi hay lạnh. Cái gì anh nói gì? Trăm năm sỏi đá cũng mòn đó. Bia chai thì uống thì bể, mà bia ôm thì vẫn còn. Không, đâu chị nhớ câu thơ kia rồi. Nhớ câu thơ kia rồi. Qua sông là phải có đò đó. Em mà không nhậu cặp giò nó rung. Anh đừng nói chuyện lung tung. Em mà không nhậu thì nó rung đến chiều. Anh thì mơ ước đủ điều. Em thì không nhậu em thì anh thì mơ ước đủ điều. Em thì không nhậu. Ấy, anh thì mơ ước đủ điều. Em thì mơ ước có cái buổi chiều em sai. À, anh thì mơ ước đủ điều. Em thì mơ ước mỗi chiều em sai. Đó. Anh thì nghĩ chuyện tương lai, em thì nghĩ chuyện có cái trai bên mình. Đó. Yêu nhau là phải thật tình. Nếu mà em không nhậu thì tụi mình chia tay. Đó, bây giờ gieo vần rồi đó. Đó, giữ ra. Tại vì biết sao mình đang ngồi nhậu ở dưới dòng sông nè. Đó, đang ngồi nhậu dưới dòng sông là mình phải xong là giống sông Cần Thơ á, mình phải nói câu thơ mà thật sự là các bạn là câu thơ của mình hơn quên trước quên sau, thông cảm nha. Bây giờ nhớ luôn rồi đó, cho chị nhớ chưa? Cái câu phái nhất là em không nhậu thì tụi mình chia tay. Và bạn gái Phong có uống không? Uống hả? Ồ, tôi không uống rồi chia tay. Chứ sao anh Cự nói mình nhậu thì ổng chia tay rồi, ổng nói lộn thơ rồi. Hình như rồi xong. Vui kêu action rồi đang rồi. Action nữa.
Why you here today, Paul? Get some COVID. Mùa COVID thấy chơi chung nhau COVID. You want to stop at Uncle Numbhouse later? COVID party. Rồi được rồi. Mưa gió lạnh lẽo cũng ra đi ngồi lạnh luôn. Cẩn luôn. Chia 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 chia. For your sickness, if you travel to stay and if you get sick, you know that they don't cover for you. You have to pay everything yourself. Bây giờ Paul đi biển đâu có bác cho anh cho Paul đâu? He doesn't say. Yeah. If he go, that means if he get in the hospital, là he bị trả tiền. Mời các bạn uống Tim Hortons nhé. Barbecue mà phải uống Tim Hortons thôi. I cover for you. Just like my mom, when she go to Vietnam, they don't cover her health. Oh, the wind. Dark wind is so nice. Look at that. I can see your face. Yeah. Hello, Pa. Rất liều đẹp đấy. Khô gom nếu khô xin gió. Khô gom. Quay anh cứ đi chứ mà. Ok chia 1, 2, 3 chia ta cứ chia. Have a good picnic time today. Even the weather is raining, windy. We still have a relaxation. Eh? Bài thứ dữ.